Chào bạn, tôi là Khang. Tôi là một người rất là yêu độ chế những các cái đồ chơi audio, đặc biệt là những cái đôi loa có chất lượng cao mà người ta thường gọi là loa high-end. Sở dĩ mà tôi làm được những cái đôi loa có chất lượng cao như hình ảnh ở đây là bởi vì chúng tôi có tiếp thu rất là nhiều các cái kinh nghiệm làm những các cái mẫu thùng loa của hãng loa Avalon, một trong những cái hãng loa rất đắt tiền trên thế giới. Thưa các bạn, là hãng loa Avalon người ta bán những cái đôi loa như này với cái giá vào khoảng độ 5-6.000 đô la Mỹ một đôi loa như thế này. Nhưng mà chúng tôi đã tiếp thu cách làm bằng cách là chúng tôi mua những các cái driver, những cái củ loa chép, củ loa bass, rồi làm những cái phân tần ở bên trong theo gợi ý của các cái hãng loa nổi tiếng. Sau đó chúng tôi tiếp thu cái kiểu dáng mẫu thùng loa để tự làm, để có được một cái đôi loa đẹp như thế này. Thưa các bạn, để làm được một đôi loa đẹp như thế này thì chúng tôi phải tiếp thu rất là nhiều các cái kỹ thuật đóng thùng loa của các cái hãng người ta chia sẻ. Thì một trong những cái kỹ thuật mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn mà chúng tôi đã tiếp thu được để các bạn cùng trải nghiệm, đó chính là thứ nhất là phải tôn trọng tuyệt đối cái kích thước bản vẽ mà những cái hãng loa người ta đã gợi ý. Thứ hai nữa là chúng ta phải chọn lựa đúng được cái loại gỗ để có thể làm được cái mẫu loa này. Nó đáp ứng được hai yêu cầu. Một là nó cho được một cái độ ổn định, bền vững của cái vỏ loa, không bị lứt, không bị vỡ, không bị co ngót. Cái thứ hai tức là cái loại gỗ đấy trong quá trình sử dụng nó cho được cái chất lượng âm thanh là rất hay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp thu một số các cái kinh nghiệm hoàn thiện cái bề mặt của vỏ loa. Như các bạn biết rằng là cái vỏ loa mà chúng tôi sử dụng các cái loại gỗ công nghiệp kết hợp gỗ polywood for audio, gọi là gỗ chuyên để làm loa, kết hợp với cái gỗ tự nhiên lạng ở bên ngoài mà hoàn thiện bề mặt nó sau đó sơn mờ thì nó không quá khó cho một cái kỹ thuật đóng thùng loa. Tuy nhiên, để làm được một cái đôi loa nó đẹp mà lại sơn được bóng theo cái cách gọi kỹ thuật những cái người làm bề mặt đẹp ấy, người ta gọi là sơn bóng piano, mà sau khi sơn xong nó lại giữ được ổn định của cái vỏ sơn, cái bề mặt của sơn nó không bị co ngót, nó không bị nhăn nhúm. Mình thời gian trôi qua đi nhiều năm nhưng khi chúng ta đối diện với cái bề mặt của cái đôi loa này, chúng ta vẫn cảm giác như được soi gương. Đấy là một trong những cái kỹ thuật mà chúng tôi đã tiếp thu được từ những các cái hãng loa nổi tiếng, đặc biệt là hãng loa Avalon, để làm ra những đôi loa này. Thưa các bạn, là quá trình chúng tôi làm thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng tôi đã sử dụng những các cái kỹ thuật bản vẽ trên máy tính, sau đó rồi đưa lên trên máy CNC để cắt gỗ. Đồng thời chúng tôi sau khi chúng tôi cắt được ra những cái tấm gỗ chính xác rồi thì chúng tôi ghép nó bằng những các cái loại keo chuyên dụng, keo gọi là keo sữa, để cái quá trình mà nó co ngót, nó liên kết được các miếng gỗ vào với nhau, nó không có cái độ rung sai về số học. Đồng thời chúng tôi sử dụng các cái loại keo để dán cái miếng gỗ veneer lên trên bề mặt. Và cái quá trình dán đấy thì cũng đảm bảo một số các cái yêu cầu kỹ thuật. Thứ nhất là láng đúng đủ, vừa đủ cái bề mặt keo để nó co ngót, nó xe cái bề mặt vừa đủ. Rồi dán, quá trình dán thì sử dụng những các cái bàn trà để tạo ra cái bề mặt phẳng. Sau đó rồi chúng tôi để qua thời gian 1 đến 2 ngày cái keo nó sừng hóa, nó cứng hóa rồi mới đưa vào làm nhẵn bề mặt. Và để có được một cái màu loa đẹp thì chúng tôi phải sử dụng thêm các cái loại sơn như sơn lót, rồi vernis, rồi sơn bóng. Sau khi sơn bóng mọng lên rồi thì chúng tôi còn một cái thao tác cuối cùng nữa, đó chính là đánh bóng bề mặt. Và chính cái việc đánh bóng bề mặt này thì nó tạo cho được cái bề mặt của sơn nó chai, nó nhẵn, nó bóng và nó rất là bền. Đó là cái kinh nghiệm thứ hai về sơn bề mặt. Kinh nghiệm về để hoàn thiện cái bề mặt cũng như là để tạo ra một cái loa đẹp và nó còn hay thì nó còn một cái yếu tố kỹ thuật, đó chính là chúng tôi phải đảm bảo được cái thể tích của cái thùng loa phù hợp với cái kích thước cũng như là công suất
và độ nhạy của loa để làm sao khi quá trình nó phát thanh, nó cộng hưởng thì nó cho được cái âm thanh tốt, khắc phục được các cái tình trạng hum, ù, rồi rung, rồi kêu. Thì đấy là chúng tôi đã phải đảm bảo được cái tỷ lệ, cái thiết kế cũng như là cái thể tích của cái thùng loa. Thưa các bạn, một cái kinh nghiệm trong quá trình làm ra những cái đôi loa, bắt chước cái cách làm của những các cái hãng loa nổi tiếng, đó là các cái quá trình mà chúng tôi trải nghiệm để thực hiện các cái đam mê của mình, mong sao là chúng mình làm ra được một cái đôi loa có được một cái chất lượng đẹp, có một cái âm thanh hay nhưng lại có một cái chi phí hợp lý để đưa nó vào trong các cái hệ thống treo audio của mình, thỏa mãn các cái đam mê phối ghép để cho được một cái âm thanh hay. Thì tại cái video này chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là các bạn hoàn toàn có thể tự làm được những cái đôi loa như chúng tôi đã làm, và chúng ta cần phải rút được một số các cái kinh nghiệm như tôi vừa chia sẻ ở trên, và còn nhiều cái kinh nghiệm nữa chúng tôi rất muốn được chia sẻ với các bạn về cái quá trình tự độ, tự chế những các cái đồ chơi audio, ví dụ như là làm phân tần loa, rồi phối ghép những các cái ampli, rồi những cái đôi loa này khi mà làm xong thì nó sẽ có thể phát thanh hay ở những dòng nhạc nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những các cái video tiếp theo để gợi ý và mong muốn các bạn có cùng cái đam mê với chúng tôi có thể thực hiện được các cái ước mơ của mình để tự có thể làm ra được những đôi loa hay cho mình để chơi, đồng thời có thể làm những cái sản phẩm thương mại handmade để bán cho mọi người có cùng sở thích, cùng đam mê. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Các bạn thấy nó hay, nó có ý nghĩa thì các bạn ấn nút like hoặc là chia sẻ hoặc là đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những các cái video tiếp theo, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tri thức về những cái đam mê cùng chơi, cùng làm về audio các bạn nhé. Tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào các bạn.